Trung tâm Hiền Miêu xin chào anh em. Hôm nay thì bên em Miêu đang đi phối ghép lắp đặt một cấu hình cao kỳ âm thanh cho ông anh. Ông anh có địa chỉ tại Chí Minh. Còn combo karaoke để ông anh chơi Tết cực kỳ rực rỡ luôn. Hát bài đây. Thế hát bài đây nào. Tôi này tổng gồm 6 sản phẩm. Quá tuyệt vời rồi. Và với kích thước gối ghép của bên trung tâm Hiền Miêu thì gối ghép full 30 kết hợp với súp 40. Rồi hệ thống dàn máy công suất anh em thì rất chuyên nghiệp luôn. Và đặc biệt sử dụng vang số anh em biết là mức độ căn chỉnh về tiếng nhạc, tiếng mic nó khác hẳn với vang cơ, kể cả hát chống ngủ rít cao. Bảo vệ toàn bộ hệ thống máy trên một cái quản lý nguồn hơn. Đèn cặp loa MF của Đức chưa? Tiếng quá hay luôn. Giá vừa tiền thì mày. Một lần nữa là quá xinh hơn. Ok, sau đây mời anh em thưởng thức chất âm karaoke của combo karaoke này nhé. Sẽ do ca sĩ Quang Thế trình bày. Ôi, anh em thấy quặn ra súp và phun nó đẳng cấp luôn. Đây là ông chủ của bộ dàn karaoke. Lời chúc của em yêu xin chúc ông chủ với bộ dàn karaoke luôn tạo cho không khí gia đình ấm cúng hơn và tuyệt vời hơn. Đặc biệt vui vẻ khi đón anh em bạn bè về đây giao lưu karaoke. Em yêu ơi có phải ngoài trời đang mưa? Chào bạn nha. Em ơi có phải trời đã sáng đâu? Rất hay luôn. Mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông ái ân anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Ô hay mắt tình lại buồn hay sao? Vì anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho đêm sông môi phai mờ, dù cho mắt xanh kia hờ. Đặc biệt tiếng trầm qua vang số là khác.
tiếng trầm qua và cơ hơn. Các đặc đang tuyến chuẩn cũng nhờ ra tiếng trầm vẫn lực hơn. Từ đây những đêm trong thanh đại mình không lẽ lâu không u sầu. Đặc biệt là hát nó không hiểu duyên, các tỷ lệ cháy loa là hầu như không có rồi. Ông chủ hát luôn. Ok. Giọng rất to. Ghi lại một chút hình ảnh của em Miu đã đi lắp đặt cho anh, cũng như đồng thời liên quan đến bảo hành luôn. Ok. Đăng chưa? Ấm không? Anh biết nhiều không, ngoài đá cồng vì thời gian quê hương đời đời không ăn một lời. Em vui sống lại như máu mẹ đi. Ôi, quá hay lần. Quá chậm vào tiếng oánh ấm nhà luôn và phổ rất là rộng luôn. Okay. À, chào bà chủ. Em ơi. Bà chủ à? Vợ. Ok. Tặng mình một lọ mình.